Nga thả 30 tù binh Ukraine trên đảo Rắn. 30 tù binh Ukraine bị bắt trên đảo Rắn đã được Nga trả tự do sau thời gian giam giữ. Trong bài đăng trên Facebook hôm 8 tháng 11, ông Dmytro Lubinets, Ủy viên Dân quyền của Quốc hội Ukraine xác nhận 30 tù binh Ukraine bị bắt trên đảo Rắn đã được thả khỏi nơi giam giữ. Ông Lubinets cho biết các nhà chức trách đang tiếp tục tìm cách để trả tự do cho các tù binh còn lại. Đảo Rắn nằm cách mũi cực nam của Ukraine khoảng 48 km và cách bán đảo Crimea khoảng 300 km. Mặc dù chỉ rộng khoảng 18 hectare, nhưng đảo Rắn có vai trò rất quan trọng trong xung đột giữa Nga và Ukraine. Nằm ở một vị trí gần các tuyến đường hàng hải quan trọng tại Biển Đen, đảo Rắn đóng vai trò như một pháo đài và mang đến ưu thế vượt trội cho hải quân Nga tại vùng biển này trong suốt thời gian qua. Trước khi cuộc xung đột nổ ra, Ukraine đã triển khai đơn vị đồn trú để bảo vệ đảo Rắn. Tuy nhiên, Nga đã đưa lực lượng đổ bộ chiếm đảo ngay sau khi mở chiến dịch quân sự tại Ukraine. Sau các đợt phản công lớn của Ukraine, cuối tháng 6, Nga tuyên bố rút khỏi đảo Rắn. Moscow khẳng định đây là hành động thiện chí nhằm chứng minh với cộng đồng quốc tế rằng Nga không can thiệp vào nỗ lực của Liên Hiệp Quốc trong việc thiết lập hành lang nhân đạo xuất khẩu sản phẩm nông sản Ukraine. Nga khẳng định đảo vẫn nằm trong tầm kiểm soát của tên lửa cũng như các lực lượng hải quân, không quân Nga. Việc rút quân chỉ là biện pháp nhằm hạn chế thương vong cho các binh sĩ. Trong khi đó, giới chức Ukraine tuyên bố kiểm soát hoàn toàn đảo Rắn và cáo buộc Nga tiếp tục tấn công hòn đảo. Ngày 7 tháng 7, Ukraine tuyên bố các binh sĩ nước này đã đổ bộ lên đảo Rắn và thượng cờ. Bộ Quốc phòng Nga sau đó tuyên bố đã không kích vào mục tiêu Ukraine trên đảo, hạ một số binh sĩ của Ukraine sau khi nhóm binh sĩ này lên đảo để thượng cờ. Quý vị và các bạn đang theo dõi những tin tức mới nhất về tình hình xung đột ở Ukraine ngày 6 tháng 11. Sau đây là nội dung chi tiết. Quan chức khu vực Kherson Kirill Stremoshov ngày 6 tháng 11 cho biết quân đội Ukraine đang tập trung số lượng lớn xe tăng và xe bọc thép được đưa tới Kherson. Theo ông Kirill Stremoshov, Kiev đang chuẩn bị cho giai đoạn tấn công tiếp theo vào khu vực này. Cũng theo ông Stremoshov thì Ukraine cũng tăng cường độ pháo kích vào khu vực liên lạc Nikolaev. Việc tái bố trí bộ binh và phương tiện của Ukraine cũng đang diễn ra trên các hướng khác. Trong khi đó, thời gian gần đây, Nga được cho là đã củng cố các vị trí phòng thủ bên ngoài thành phố Kherson. Quân đội Ukraine nói rằng Nga đang di chuyển pháo hạng nặng đến bờ đông của con sông. Trước đó, tình báo Ukraine cho biết Nga đã triển khai khoảng 40.000 binh sĩ tới bờ tây sông Dnipro để ngăn quân đội Ukraine chiếm lại Kherson. Khi các lực lượng Ukraine tiến vào từ phía bắc và phía tây, họ đã gặp phải sự kháng cự mạnh mẽ. Các quan chức Ukraine cho rằng trận chiến giành thành phố này trong thời gian tới sẽ rất ác liệt bởi Nga không bao giờ chấp nhận thất bại. Ông Kirill Stremoshov cũng cho biết việc sơ tán dân thường tới bờ tả sông Dnipro và các khu vực khác của Nga vẫn tiếp tục diễn ra. Thống đốc khu vực Kherson do Nga bổ nhiệm Vladimir Sando cho biết ngày 18 tháng 10 rằng dân thường ở bờ hữu của sông Dnipro sẽ được sơ tán tới bờ tả của dòng sông do mối đe dọa ngập lụt. Tình trạng này hoàn toàn có thể xảy ra nếu quân đội Ukraine tấn công vào nhà máy thủy điện Kharkovka. Việc đánh sập đập thủy điện có thể đẩy một lượng nước khổng lồ xuống hạ lưu, gây ngập lụt làng mạc phía dưới, nhất là ở Kherson, đồng thời sẽ phá hủy hệ thống kênh dẫn nước cho miền nam Ukraine, bao gồm cả bán đảo Crimea. Khu vực Kherson cùng với Zaporizhia, Donetsk và Lugansk đã tiến hành trưng cầu dân ý về việc sáp nhập vào lãnh thổ Nga hồi cuối tháng 9. Các thủ tục liên quan đến quá trình này được hoàn tất vào đầu tháng 10. Thành phố Kherson là thành phố lớn duy nhất của Ukraine bị Nga kiểm soát hoàn toàn kể từ khi nước này phát động chiến dịch quân sự vào cuối tháng 2 vừa qua. Ngay khi nhận được tín hiệu vào cuối mùa hè cho thấy Ukraine đang lên kế hoạch tiến hành một cuộc phản công lớn tại Kherson, Nga đã chuyển các đơn vị quân sự xuống phía nam cản đà tiến của Ukraine và khiến quân đội đối phương thiệt hại nặng nề. Nỗ lực của Ukraine nhằm giành lại quyền kiểm soát các thị trấn ở Kherson đã chậm lại trong những ngày gần đây vì các cơn mưa mùa thu đã khiến mặt đất trở nên lầy lội. Trong khi đó, hệ thống phòng thủ của Nga vẫn rất kiên cố. Truyền thông Mỹ đưa tin, mới đây, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký luật cho phép gọi nhập ngũ công dân Nga đang thi hành án hoặc đang chờ xử lý vi phạm các tội nghiêm trọng theo Bộ Luật Hình sự Nga. Theo đó, với đạo luật mới nhất này, Moscow có thể huy động hàng trăm nghìn người đã bị kết án trong thời gian quản chế hoặc gần đây được trả tự do. Tuy nhiên, vẫn có trường hợp ngoại lệ. Cụ thể, luật không cho phép gọi nhập ngũ những người từng phạm tội xâm phạm tình dục trẻ vị thành niên, phản quốc, hoạt động gián điệp hoặc khủng bố. Bên cạnh đó, luật cũng loại trừ những người bị kết tội âm mưu ám sát quan chức chính phủ, cướp máy bay, hoạt động cực đoan và xử lý trái phép vật liệu hạt nhân và chất phóng xạ. Động thái của Nga diễn ra trong bối cảnh nước này thông báo đã huy động được 318.000 tân binh
vượt 18.000 người so với mục tiêu ban đầu của lệnh động viên một phần. Theo thông tin mới nhất từ Tổng thống Putin, 49.000 tân binh nghĩa vụ đã được triển khai ở mặt trận Ukraine, trong khi số còn lại vẫn đang trải qua quá trình huấn luyện. Có ý kiến lo ngại rằng lệnh động viên một phần sẽ chỉ kết thúc khi ông Putin ký sắc lệnh chính thức và ông Putin có quyền huy động thêm người thực hiện nhiệm vụ quân sự trong tương lai. Tuy nhiên, vào ngày 1 tháng 11, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã phủ nhận thông tin trên, khẳng định Nga không cần ban bố sắc lệnh pháp lý để chấm dứt lệnh động viên. Hãng thông tấn TASS dẫn lời Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov nhận định, với tình hình ngoại giao hiện tại, quan hệ giữa Moscow và Washington sẽ không thể cải thiện trong viễn cảnh trung hạn. Cụ thể, theo Đại sứ Nga, Moscow tin chắc rằng cuộc đối thoại giữa hai quốc gia là cần thiết, không chỉ vì lợi ích của Nga và Mỹ mà còn vì lợi ích của toàn xã hội quốc tế. Bên cạnh đó, thì ông Antonov cũng cho biết Moscow đang tìm cách khôi phục đối thoại toàn diện song phương. Tuy nhiên, trên thực tế, sáng kiến này đã bị Washington loại bỏ. Ông cho biết với tư cách là hai thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, đồng thời là hai cường quốc, Nga và Mỹ cần thể hiện trách nhiệm với hòa bình quốc tế. Đồng thời, theo Hiến chương Liên Hợp Quốc, cả hai nước cần phải chịu trách nhiệm đặc biệt đối với hòa bình và ổn định quốc tế. Ông Antonov cũng cho rằng Nga và Mỹ đang đối mặt với nhiều vấn đề có thể cùng giải quyết trong các lĩnh vực ổn định chiến lược, không phổ biến vũ khí hạt nhân, an ninh mạng toàn cầu và biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov nhận thấy chính sách của nhà chức trách Mỹ hiện nay là nhằm đẩy lùi Nga ra khỏi mọi lĩnh vực. Nhà ngoại giao Nga nhấn mạnh rằng Mỹ sẽ không thể loại bỏ hay hủy hoại Nga vì có những vấn đề không thể giải quyết được nếu không có sự tham gia của Moscow. Quan hệ giữa Nga và Mỹ đang ở mức thấp nhất nhiều năm do căng thẳng liên quan đến tình hình chiến sự tại Ukraine. Mỹ và các đồng minh NATO đã áp đặt các lệnh trừng phạt sâu rộng đối với Nga. Tuy nhiên, giới chức Nga cho rằng nỗ lực làm suy thoái nền kinh tế và việc tập hợp liên minh quốc tế đối phó với Nga của phương Tây đã thất bại. Một báo cáo do trang web liên kết với lực lượng hoạt động đặc biệt của Ukraine công bố gần đây đã cho thấy tuyến đường mà Iran sử dụng để chuyển UAV cho Nga. Theo bản báo cáo, Iran đã sử dụng 4 hãng hàng không, trong đó có 3 hãng hàng không thuộc sở hữu nhà nước là Iran Air, Poya Air và Saha Airlines. Hãng hàng không còn lại được cho là có liên quan là Mahan Air. Hãng này từng phải đối mặt với các lệnh trừng phạt của Bộ Tài chính Mỹ. Báo cáo cũng cho rằng việc vận chuyển hàng hải đi qua biển Caspi cũng như các tuyến đường biển khác. Ngoài ra, khoảng 200 UAV đã tháo rời, dự kiến sẽ đến Nga bằng đường biển trong tháng 11. Bản báo cáo được công bố sau khi Bộ Quốc phòng Ukraine ra thông báo yêu cầu cung cấp thông tin liên quan đến việc Iran cung cấp vũ khí cho Nga. Hiện cả Nga và Iran đều chưa bình luận về thông tin trên. Trong khi đó, các quan chức từ một quốc gia phương Tây theo dõi chặt chẽ chương trình vũ khí của Iran tiết lộ, Iran đang chuẩn bị gửi cho Nga nhiều UAV tấn công cùng với tên lửa đạn đạo tầm ngắn đất đối đất để sử dụng trong chiến dịch quân sự ở Ukraine. Các quan chức này cũng cho hay chuyến hàng gần đây nhất từ Iran đến Nga bao gồm khoảng 450 UAV. Kiev và các đồng minh phương Tây đã cáo buộc Nga sử dụng UAV do Iran sản xuất trong những tuần gần đây để thực hiện các cuộc tấn công ở Ukraine. Tehran liên tục phủ nhận các cáo buộc đó. Tuy nhiên, vào ngày 5 tháng 11, Ngoại trưởng Iran nói rằng UAV đã được gửi đến Nga trước khi chiến dịch quân sự ở Ukraine bắt đầu vào cuối tháng 2. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Iran không cho biết các UAV cung cấp cho Moscow có phải là loại mang chất nổ hay không. Bên cạnh đó, Ngoại trưởng cũng khẳng định Tehran sẽ không làm ngơ nếu Nga sử dụng UAV Iran ở Ukraine. Theo đó, vị quan chức này cho biết là Tehran đã đạt được thỏa thuận với Kiev để xem xét bằng chứng cho thấy Nga đã sử dụng UAV của Iran ở Ukraine. Đồng thời cho biết thêm, một phái đoàn Iran đã lên kế hoạch gặp các quan chức Ukraine ở châu Âu để thảo luận về vấn đề này, nhưng phía Kiev sau đó đã hủy cuộc họp. Ngoại trưởng Iran cho biết ông đã trao đổi với người đồng cấp Ukraine Dmytro Kuleba vào tuần trước và hai bên đồng ý để Iran xem xét bất kỳ bằng chứng nào mà Ukraine có trong những ngày tới. Ông khẳng định nếu chứng minh được Nga đã sử dụng UAV của Iran trong cuộc chiến chống Ukraine, Iran sẽ không làm ngơ với vấn đề này. Lập trường của Tehran liên quan đến vấn đề Nga-Ukraine là chấm dứt xung đột, đưa các bên vào bàn đàm phán.